Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2023. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề hướng dẫn tìm hiểu các loại rau chúng ta cùng bắt đầu thôi. Alo, anh kia. Em đang ngồi làm mì tôm với xúc xích với trứng. Giúp gọi chứ. Bác sĩ. Quay cho kịp ngay. Ừ, chắc em mà giờ nữa còn được nghỉ còn được chứ đó. Đi ăn rồi. Tao định mang một loại thực phẩm. Được sử dụng như trong ăn uống. Mà không đi làm mà ở đâu nghĩ là để là làm để con ca đổ tự nhiên con rất tên và bỏ cột sang đi. Không nặng nữa á, có khả năng chung là cả trắng bình hoặc là bỏ mày toán có khả năng chung là cả trắng bình. Cái nơi nhánh khô quá để mày quạt buổi chia nó khô rồi đó. Viêm lệ dạ dày tả tràng. Hiệu quả. Rau trứng vịt. Và
ba một là đã tổ cho sức khỏe. Chúng tôi có vé chè rồi á. Đó chuẩn bị cỡ chữa. Rồi à. Mà tỉnh tiên à. Sao luôn bao giờ? Ghé rồi à. Mấy đoàn nó thì đừng lấy mập chày lấy mập hạt à. Lấy mập lấy mập hạt à. Mà ai chó rồi á. Hả? À ba Hương, ba Tâm Tiên, ba đứa à. Ghê. Mấy đồ nợ trề đó hả? Thì chắc lâu lâu mà gọi ngay rồi bắt đầu thích chế. Chúng cứ má chúng cứ áo đánh giá rồi tí khoai khoai tây là rau củ kiểu một đường tính đồ khoai tây là rau củ chữa một lượng tinh bột loài bỉ bí kích cỡ nhỏ như công đường có hơi nhỏ loài bỉ cũng tuy nhỏ nhưng công dụng không hề nhỏ. Phong cái thế thẳng và bộ siêu đấy mà rồng đó mà phải á xong á, đấy là một cái phòng. Cái phòng ngủ thôi. Phòng này rộng lắm. Phòng rộng hơn phòng bên mình. Xong á, bơ bố trong này là có nhà vệ sinh riêng. Đó. Đi. Ngoan đi rộng lắm, ngoan đi để thêm một phòng còn được.
cái nhà bên cạnh đó. Mà nghe đi một đứa đi ăn cưới, một đứa đi ăn trưa rồi. Phải nhiều mà làm chứ. Hôm qua đi vui á. Ở ngoài bác Hương ơi, nhắn tin cảm thấy mập chụp nhìn diêm hang hay đâu nhìn ba gương xinh xấu đó. Thằng cuộc cuối mới còn tập bác hướng này thấy. Một loài dụng chất có thể chuyển hóa thành uống sữa té ngày mai mà hãng này nó phải đi khám rồi. Vitamin A có lợi cho cơ thể. Có thể vừa đi dịch đó mắt đỏ hàng cùng hết rồi mới ra cái con mắt hàng là bị kiểu một bé không bị ấy đúng không? Đến càng đỏ, loài đỏ ngay có thể
không có bị đau mắt, cái tự chuyển khói mắt nó khạm luôn chứ hết. Ê, đéo xì. Có chứ, đây. Mắt khi tiếng sửa đi khám mắt rồi, sửa sửa đi khám ở khám nhà Yến thế. Chưa có mắt đó, bên chỗ đường phủ á. Khi uống có thể tạo ra một lượng nang. Tạo về dài dây. Chuẩn bị thúc đẩy của đường ruột giúp cho hệ tiêu hóa của đường ruột giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta được khỏe mạnh. Tinh bột có lợi cho sức khỏe, nó giúp chuyển hóa bột thành gluco, để bảo vệ dạ dày. Nó có thể hấp thụ các loại vi khuẩn và các chất độc hại. Kim loại để làm sạch cơ thể, có chỗ bị ngủ chưa? Chỗ bị ngủ chưa? Vậy là video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.